Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. 360 Boutique, không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ. Không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer. 360 tung tiếp sản phẩm áo polo để anh em dễ mix với quần âu. Nhập mã 360BTRP, giảm ngay cho anh em thêm 20k. Chỉ còn 179k cho một chiếc áo polo chất cực xịn cực mịn, polo 5 màu, đang bán chạy tại tất cả các mặt trận của 360. Chất liệu vải PK cá sấu làm cho chiếc áo này mát lạnh lạ thường, cực kỳ phù hợp với mùa hè nóng nực. Đương nhiên áo không nhăn kể cả khi anh em vứt vào máy giặt quay 1000 vòng. Cổ áo dệt họa tiết bắt mắt, chỉn chu, lịch sự mà vẫn trẻ trung. Nhận hàng không đẹp, anh em cứ cho quay đầu hàng 180 độ. Áp mã ngay hôm nay để sở hữu chiếc áo quốc dân này. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Philo, Editor Loader và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc, học tập, rửa bát. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem lại phần 1. Lưu ý, nghiêm cấm và nghiêm cấm mọi hành vi bắt chước những hành động có trong phim. Chào mừng các viewer đã trở lại với lớp học phán xử. Ở hiện tại những bằng chứng để lần ra kẻ thủ ác đã được sử dụng hết sạch sành sanh. Nhưng Negi đã lục lại ký ức và tìm ra một chỗ cấn. Để biết chỗ cấn đấy là gì thì em lờ đờ cho anh cái hình dòng số 607 ở kịch bản phần 1 xem nào. Chỗ cấn đấy chính là như những cậu ấy. Vậy tại sao nó lại cấn? Hãy trở lại quá khứ một chút. Xuyên suốt thời gian nhóm Negi trở lại phòng y tế, họ không hề nhắc đến chuyện sao đỏ đã hẹo, nhưng bài thủ lại nói như thể đã biết từ trước vậy. Lưu ý rằng suốt thời gian cô ả luôn đi cùng bơi lội, nên có thể loại trừ trường hợp được ai đó báo trước. Thấy mũi dùi hướng về mình, bài thủ yêu cầu Negi giải thích về bức ảnh mangaka bị robot bắt. Nhìn thì có vẻ thế nhưng chưa chắc đã là thế đâu. Có khi nào bài thủ đã chụp lúc mangaka đang bê bộ đồ thì sao? Ngay lúc này thái độ nền nã của bài thủ đã biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng không hề nhẹ. Còn ngôn từ thì mất kiểm soát. Đây chính xác là biểu hiện của người có tật giật mình, nhưng vẫn cãi cố về cái tên Yasuhiro trong lời chăn chối của mangaka, là ám chỉ thấy bói. Nhưng đây lại chính là đòn chốt để Negi ấn định danh tính kẻ sát nhân. Tên thật của từng người đều có trong sổ tay của học viên, chỉ cần mở ra, danh tính hung thủ sẽ lộ ra thôi. Với những luận điểm đó, bài thủ đã thua trong kèo đối đầu này. Sau khi quá trình bỏ phiếu kết thúc, Gấu bắt đầu chia sẻ sự thật về bài thủ. Tên thật của cô ta là Yasuhiro Teiko. Bài thủ cũng là kẻ lấy trộm ego nhằm đổ cho sao đỏ hành vi chiếm đoạt làm của riêng, từ đó khiêu gợi máu sim của mangaka để cô béo thực hiện kế hoạch của mình. Trong trường hợp bị hỏi, mangaka chỉ cần nói mình đã thoát thân trong gang tấc là được. Trong lúc ấy bài thủ sẽ đi lấy mạng ai đó, từ đây cả hai sẽ thoát ra ngoài. Chính sự ngây thơ đã báo hại mangaka, khiến khứa béo nhận một vé đăng xuất. Mục đích gây án của cô ta xuất phát từ lòng tham của bản thân. Ước mơ của bài thủ là được sống trong một tòa lâu đài châu Âu với những soái ca mỹ nam vây quanh phục vụ. Vì ước mơ đó, cô ta đã từng đánh cược tính mạng trong những canh bạc underground. Nếu có thêm 10 tỷ yên sau khi thoát khỏi đây, ước mơ sẽ không còn là ước mơ nữa. Nhưng chỉ với một câu buột miệng, kế hoạch hoàn hảo đã đổ sập ngay trước mắt. Bản án dành cho sự dối trá của bài thủ là bị thiêu sống theo kiểu phù thủy. Bonus thêm một chiếc xe cứu hỏa để tăng gia vị. Trong lúc đi thu hồi ego, Negi đã bày tỏ sự quan ngại của mình trước hành tung ngày càng bí ẩn của Kirigiri. Cứ đà này cô nàng không thành xác thì cũng thành đối tượng bị đổ tội. Trước sự quan tâm của cậu bạn, Kirigiri vẫn thờ ơ lắm. Chỉ đến khi Negi show ra sự chân thành của mình thì cô mới cởi mở hơn, chia sẻ cho cậu về căn phòng ẩn trong nhà vệ sinh nam tầng 2. Tại đó Negi đã tìm được một bức mật thư với nội dung là đừng rời khỏi đây trước khi bị đánh bất tỉnh. Đến khi cậu tỉnh lại thì mọi thứ đã bị dọn sạch. Những điều kỳ bí về học viện không dừng lại ở đó. Sau tiết học phán xử lần 3, không gian sinh hoạt đã được mở rộng lên tầng 4, nhưng chỉ là những phòng chức năng mà thôi. Riêng phòng phân tích dữ liệu và phòng của viện trưởng thì vẫn khóa. Không chỉ block, Gấu còn giao luật mới, cấm mọi hành vi xâm phạm vào hai căn phòng đó. Phàm ở đời, cái gì càng cấm thì người ta càng làm. Dĩ nhiên là cả bọn không dại mà phá luật. Cách tốt nhất lúc này là nhờ đến Ego. Sau khi phân tích các file tìm được, Ego đã kiếm thêm một số thông tin liên quan đến kế hoạch của học viện, có thể hiểu đơn giản như sau. Kibugamine Plan được xây dựng bởi viện trưởng. Đó là một người đàn ông tuổi ngoài tam tuần và có khả năng vẫn ở trong trường. Tùy vào tình hình thực tế sẽ quyết định thời gian các học viên bị nhốt ở đây. Đặc biệt kế hoạch này có liên quan đến sự kiện của một năm trước, sự kiện tuyệt vọng nhất, tàn bạo nhất của lịch sử loài người. Từ những thông tin này, cả bọn thống nhất phải tìm cho ra viện trưởng. Ông ta chính là chìa khóa để mở ra mọi vấn đề. Trước khi say goodbye, Ego còn cho cả bọn xem một bức ảnh kỳ lạ, ghi lại hình ảnh idol, bài thủ và mangaka đang chơi đùa cùng với nhau. Với bức ảnh này cộng thêm bức ảnh trước đó nữa và cả lời chăn chối của mangaka đã tạo cho cả bọn ba dấu chấm hỏi to đùng. Ngay sau đó một dấu chấm hỏi khác cũng to không kém đã được đích thân Gấu giải đáp. Tại phòng thể chất, Gấu đã công bố danh tính của tên nội gián, đó chính là đồ vật. Tất cả đều bàng hoàng ngơ ngác trước thông tin này, nhất là bơi lội, nhưng cô vẫn bảo vệ người bạn thân, chắc rằng đồ vật có lý do riêng. Ý kiến này đã được Negi xác nhận. Trước đó cậu đã chứng kiến đồ vật solo với Gấu để bày tỏ ý định quay xe. Bất chấp việc Gấu lôi con tin ra đe dọa, danh tính đã lộ thì đồ vật cũng chẳng ngại tiết lộ vai trò của mình. Nhiệm vụ của cô là duy trì tính liên tục của trò chơi. Nếu các học viên không ai chịu ra tay thì chính cô sẽ phải làm điều đó. Tuy nhiên danh tính kẻ đứng sau là ai thì đồ vật chịu.
Có thể các bạn nghĩ nước đi này của gấu là đần, tự dưng lại hy sinh quân dốc cờ như vậy. Nhưng theo góc nhìn của tôi thì đây là một nước đi chuẩn. Thứ nhất, gấu đã lùa được tư tưởng của các học viên thoát khỏi hai căn phòng kia. Thứ hai là tạo ra sự rạn nứt trong quan hệ giữa đám trẻ, từ đây kích động chúng gây án mạnh hơn. Nếu thực sự đây là suy nghĩ của gấu thì chuẩn một hòn đá trúng hai con vịt rồi. Kiểu gì thì kiểu tiết học phán xử thứ tư cũng sẽ bắt đầu. Thực tế đã chứng minh điều đó khi thấy COCC có những lời lẽ xúc phạm, Bơi Lội đã thẳng tay ship ngay một phát tát cho cụ cậu. Ngoài ra cô còn xô sát với Show, từ đó kích vào sự tức giận của đồ vật. Mọi chuyện đang đi đúng với tính toán của gấu, cái gì đến cũng phải đến. Tiết học phán xử thứ tư sẽ được bắt đầu sau ít phút nữa, sau sự ra đi của đồ vật bên trong một căn phòng kín. Theo góc nhìn của thám tử quan quại thì đối tượng tình nghi đặc biệt có thể là những kẻ đã va với Bơi Lội, hoặc cũng chính là Bơi Lội luôn. Biết đâu cô ả lại cay vụ con bạn thân bịp mình. Ba nhân vật khác ít khả năng nhưng hoàn toàn có cơ sở, đó là gấu, học viên thứ 16 và viện trưởng. Mục đích ra tay của họ có thể là để chặn họng không biết chừng. Để có thêm cái nhìn trực quan nhất, chúng ta hãy đến với khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân bị đánh vào đầu hai lần bởi một vật cùn, miệng có dấu hiệu thổ huyết, mu bàn chân có dính một ít bột màu vàng, cửa phòng bị khóa từ bên trong, trên kệ thiếu hai chai, tạp chí bị lộn ngược, vết máu gần kệ tạp chí, một chai vỡ dưới sàn, một bình đựng protein trên sàn. Một thông tin đáng lưu ý đã được xác nhận từ Bơi Lội trước khi mọi chuyện xảy ra. Đồ vật đã gọi COCC, thầy bói và Show đến gặp riêng. Bột màu vàng và dấu giày tại phòng hóa học. Dựa vào các bằng chứng, tôi có chút suy luận rằng để tìm ra được hung thủ thì cần trả lời được 3 câu hỏi. Thứ nhất là lý do khiến nạn nhân thiệt mạng. Thứ hai là thủ thuật tạo ra án mạng trong phòng kín. Cái này mời các Conan Bu vào cuộc. Cuối cùng là đồ vật mời COCC, thầy bói và Show đến để làm gì? Phải chăng cô ả muốn trừ khử cả ba người chăng? Với Show và COCC thì hợp lý vì đã làm tổn thương Bơi Lội. Thế còn thầy bói thì sao? Ngưng đoán già đoán non để bắt đầu với tiết học ám sát số thứ tư. Mở đầu cuộc chiến ngôn từ là sự hấp tấp của Bơi Lội khi khoanh vùng ngay hung thủ là bộ ba đã gặp đồ vật. COCC tuyên bố mình có nhận được lời nhắn nhưng đã không đến. Thầy bói cũng có chung lời khai nhưng đã bị nhà văn phản bác. Sau khi nhận được lời nhắn của đồ vật, nhà văn đã đến đó trước và trốn trong tủ. Nhờ đó mà cô đã chứng kiến thầy bói dùng chai gõ thẳng đầu đồ vật. Chẳng có lẽ mọi thứ lại kết thúc nhanh như vậy sao? Negi tuyên bố đéo, đéo và đéo. Bởi đồ vật bị đập tận hai lần lận nên nhát của thầy bói không phải là cú chí mạng. Giờ sự nghi hoặc lại quẳng sang nhà văn. Sau lúc đó cô ả đã làm gì? Theo những gì nhà văn kể lại, sau khi cô ra khỏi tủ thì phát hiện đồ vật vẫn chưa hẹo. Trước khuôn mặt bặm trợn cộng thêm huyết của cô ả đã khiến nhà văn xỉu luôn tại chỗ. Chuyện còn lại phải nhờ đến Show giải đáp. Do ký ức của mình và nhà văn không tương thông cho nên khi tỉnh lại thấy đồ vật đang nhấc mình lên, Show liền vơ vội cái chai gần đó gõ thêm nhát nữa vào đồ vật. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, ả ta liền ba chân bốn cẳng bỏ trốn. Ngay lập tức Bơi Lội kết án cho Show là hung thủ. Thái độ vội vàng hấp tấp của cô khiến Negi thấy lạ lạ. Bơi Lội thuộc loại biết thì thưa thốt, không thì im. Sao hôm nay nhiệt tình kết án thế? Có lẽ nào Bơi Lội lại là hung thủ chăng? Cái này thì chưa chắc vì không có bằng chứng. Nhưng trong lời khai của Show lại có điểm cấn. Cô ta nói tấn công đồ vật trước kệ tạp chí. Nếu đối chiếu với hiện trường thì có sự lấn cấn. Thứ nhất, nạn nhân tử vong ở ghế ngồi. Thứ hai, chỉ tìm thấy một vệt máu tại vị trí giá sách. Nếu việc thầy bói tấn công đồ vật được xác thực thì vấn đề nằm ở Show. Tuy nhiên lại không đủ bằng chứng để buộc tội cô ả. Nếu cú giáng vào đầu không phải đòn chí mạng thì hãy nghe COCC giải thích nguyên do tử vong thực sự. Đó là thuốc độc lấy từ phòng hóa học. Tủ hóa chất được chia làm 3 ngăn: thuốc bổ, thuốc thử và độc dược. Nhưng bằng một lý do nào đó, lọ thuốc độc này lại nằm trong ngăn của thuốc bổ. Trước khi tiếp tục, COCC đã mạnh dạn test xem chai thuốc còn hạn sử dụng hay không. Kết quả là nó đã hết hạn. Đúng hơn thì trong đó không phải là độc dược mà là protein, cộng thêm bình lắc protein rỗng được tìm thấy. Có thể đi đến suy luận rằng hung thủ đã tráo đổi thuốc độc và protein rồi cho đồ vật uống, khiến cô ả tử vong tại chỗ. Trong quá trình hành động, hắn đã làm đổ bột gì đó xuống sàn rồi để lại dấu giày. COCC xác định được đó là dấu vết của giày đế mềm. Giờ chỉ cần đối chiếu là có thể tìm được hung thủ. Nhưng việc đó không cần thiết nữa. Bơi Lội đã thú nhận đó là dấu giày của mình. Chính cô ả đã tráo đổi hòng đầu độc bạn thân của mình. Hung thủ đã lộ mặt nhưng Negi vẫn thấy chưa chuẩn. Rõ ràng mối quan hệ của họ cực tốt, chứ có chị em quái đâu mà xoành phát quay sang cắn xé nhau được. Thêm lần nữa Negi đã để cảm xúc che mắt. À đúng ra tôi phải nói là làm tỉnh ngộ mới đúng. Khi Bơi Lội khai rằng sau khi sát hại đồ vật thì lập tức bỏ trốn, đây chính xác là điểm sai, bởi nó không giải thích được bí ẩn của căn phòng kín. Nếu không trình bày phương pháp thì Bơi Lội đang nói dối. Giữa lúc ấy, Kirigiri đưa ra một bằng chứng mới. Bên trong lọ thuốc COCC mang vào có một mảnh thủy tinh từ ô cửa bị Negi đập vỡ. Thêm vào đó, khi quan sát kỹ hiện trường chỗ bình lắc, có thể thấy vị trí của các mảnh kính lại nằm dưới. Dựa vào những thông tin đó, Negi đã hiểu ra mọi chuyện. Thực chất bình thuốc độc vốn đã sẵn ở trong phòng. Trong lúc tất cả đang tập trung vào nạn nhân, người nào đó đã lấy bình thuốc độc đi rồi tráo lại bằng một bình lắc protein, qua đó che giấu sự thật. Bột vàng ở trong phòng hóa học trùng khớp với thứ ở trên giày đồ vật, từ đó cho thấy rằng cô ả đã có mặt khi thứ bột kia đổ ra sàn. Có thể là trong lúc lấy bình thuốc độc mà sơ ý làm rơi, cộng thêm yếu tố phòng kín nữa, thì 100% nạn nhân đã tự hóa kiếp. Trước đó đồ vật đã tiết lộ cho Bơi Lội về chuyện mình sẽ gặp mặt ba người kia.
Có thể do lo lắng cho bạn nên bơi lội đã tìm đến nơi thì chứng kiến đồ vật đầu bê bết huyết trước khi tự xuống tay với mình. Đồ vật đã bảo bơi lội đi lấy hộ mình bình protein. Khi đến phòng hóa học, thấy bột đổ chất ngăn thuốc độc, bơi lội đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng khi quay lại thì đã hết cứu. Kết luận cuối cùng là nạn nhân lẫn hung thủ chính là đồ vật. Lý do dẫn đến hành động này được đồ vật chỉ ra trong bức thư tuyệt mệnh. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã làm nội gián nên đã lựa chọn cái chết để tạ tội. Bề ngoài nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ cô gái đó vẫn có nội tâm bềm yếu. Thế cho nên bơi lội đã tự nhận mình là hung thủ để kéo tất cả đồng quy vô tận. Ok, hết giờ cảm động, giờ sang cảm tính đây. Di thư thực sự của đồ vật đang ở chỗ gấu kìa. Còn bức thư đưa cho bơi lội chỉ là bản pha ke do gấu chắp bút mà thôi. Về cơ bản thì nội dung bức thư không khác là mấy. Lý do đồ vật ra đi là vì không muốn các đồng đội của mình lục đục nội bộ. Suýt chút nữa bơi lội đã đi ngược lại với di nguyện của cô bạn thân rồi. Nhưng không sao, mọi thứ đã được cứu vãn. Sự hy sinh của đồ vật đã giúp các học viên ngộ ra chân lý. Họ sẽ đồng tâm hiệp lực để cùng nhau thoát khỏi đây và tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Gấu đến đây thì cay lắm, thế nên nó quyết định tuyên án tử cho một nhân vật đặc biệt. Ego đã phải nhận cái kết nát bét. Gấu đã biết tỏng sự tồn tại của AI này từ sớm rồi, nhưng tại sao đến bây giờ nó mới ra tay? Phần còn lại trong di thư của đồ vật là gì? Gộp tất cả thắc mắc lại, giờ là lúc các học viên phải trả lời cho bằng sạch. Tối hôm đó, Kirigiri đã tiết lộ cho Negi cái tên của học viên thứ 16, siêu học sinh tuyệt vọng Ikusaba Mukuro, và bảo cậu hãy cẩn trọng với kẻ này, cộng thêm nhân tố này nữa. Số lượng học viên lúc này là 7. Sau tiết học xét xử lần thứ 5, một tầng nữa của học viện lại được mở ra. Các học viên lần lượt đi khảo sát các khu vực. Thầy bói đến vườn thực vật, nơi có những loài hoa do bà Tân trồng. Bơi lội đến chuồng gà nơi chỉ có cứt trình chicken, cụ thể là 5 con, và một nhà kho đồ. COCC tìm được một căn phòng đổ nát hôi tanh mùi máu mỡ. Rất có thể ở đây đã có một vụ thảm sát, nhiều khả năng liên quan đến sự kiện mà Ego từng nói. Về vấn đề này, Kirigiri sẽ đảm nhiệm điều tra. Trước thái độ tự tung tự tác của cô ả, COCC thấy mà khó chịu nên đã tra hỏi về thân phận thực sự của Kirigiri, nhưng cô đã từ chối. Không phải vì cô kín miệng mà vì cô chả nhớ gì cả. Cái lý do đó không thuyết phục được COCC nên cậu đã yêu cầu đối phương giao nộp chìa khóa phòng. Tưởng gì chứ cái này gì tưởng, Kirigiri nộp luôn rồi phủi đít rời đi. Còn nhà văn thì kiếm được một con dao thám hiểm. Á đủ, thứ này mà rơi vào tay sát thủ thì cả bọn liệm chặt. Chứ Negi ra thì tất cả những người ở đây đều không đáng tin, cho nên cậu giữ con dao là tốt nhất. Giữa lúc đó, gấu với dáng vẻ cực kỳ tức giận đã lệnh cho tất cả tập trung gấp. Theo những gì nó trình bày, trong số các học viên đã có kẻ thó đi một món bảo vật, đã thế còn phá máy quay an ninh, vi phạm nghiêm trọng nội quy. Với việc Kirigiri không có mặt ở đây, gấu đã chắc kèo rằng hung thủ chính là cô. Với thái độ căng thẳng của gấu, tôi chắc đến 10% báu vật mà nó nói là một thứ cực kỳ quan trọng. Phải chăng đó là những mẫu áo cực mê của Trung Quốc, hay là đường link dẫn thẳng đến page phim này hay phết chăng? Thôi khỏi đoán nhăng đoán cuội, tôi spoil luôn là một chiếc chìa khóa mở được tất cả các phòng. Nói có sách mách có chứng. Ngay đêm hôm đó, Kirigiri đã cho đến gặp bí mật Negi để tiết lộ cho cậu về một số chuyện mà cô đã điều tra được. Nhờ sự giúp đỡ của đồ vật mà Kirigiri đã vào được phòng của viện trưởng, qua đó thó được món bảo vật, cùng với đó là cái tên Ikusaba Mukuro, tên chính thức của học viên thứ 16. Theo phán đoán của Kirigiri, cô ta chính là kẻ đứng sau chứ không phải là viện trưởng. Do chưa có bằng chứng nên Kirigiri yêu cầu Negi giữ kín chuyện này. Những bí mật được hé mở cũng là lúc chiến thắng thuộc về họ. Sau vài phút trao đổi vấn đề, Negi quyết định sẽ góp sức nhỏ nhỏ giúp Kirigiri. Ngay sau đó, cậu đã đánh động để gặp gấu, dùng những câu chuyện tào lao để đánh lạc hướng, tạo sơ hở để Kirigiri thu thập thêm những thông tin quý giá. Đêm hôm đó trong cơn mê, Negi đã nhớ ra những gì mình mong muốn. Cậu không muốn rời khỏi học viện này, tất cả là vì hy vọng. Giữa cơn mơ tỉnh, cậu thấy một bóng người đang lăm lăm con dao hướng về phía mình. Đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy Kirigiri. Cô đang muốn nói điều gì đó, nhưng Negi chẳng thể nghe thấy mà cứ từ từ lịm đi. Đến tận sáng hôm sau mới tỉnh thực sự, chợt nhớ đến kẻ đeo mặt nạ. Negi vội kiểm tra con dao thì thấy nó đã biến mất. Trong lúc cậu trải qua một đêm căng thẳng thì những học viên còn lại cũng căng chẳng kém. Từ đêm hôm qua đến giờ cả bọn hì hục với xác con gấu bị hỏng, nhưng vẫn chả đâu vào đâu. Họ đã qua phòng Negi ớ nhưng không thấy cậu hồi đáp. Việc gấu đột ngột ngừng hoạt động là chuyện tốt. Khi không bị nó giám sát nữa, cả bọn có thể đột nhập vào phòng của viện trưởng. Do cửa phòng vẫn khóa nên COCC lệnh cho nhà văn đi lấy một cái cuốc chim để phá. Khi đi, nhà văn lúc về lại là Show. Ả ta thông báo rằng mình đã phát hiện một cái xác bí ẩn trong vườn thực vật. Ban đầu cả bọn xác nhận nạn nhân là nữ bởi địa hình đồi núi nhấp nhô. Nguyên nhân thiệt mạng có thể là vì con dao găm trước ngực. Trong lúc kiểm tra danh tính thì khuôn mặt của nạn nhân chợt phát nổ. Tuy cả bọn đã cố hết sức nhưng vẫn không thể cứu được giao diện nạn nhân. Dựa vào tình hình thực tế, COCC chắc nịch người này là Kirigiri. Nhưng Negi thì cho rằng đây là học viên thứ 16. Trên tay nạn nhân còn có một ký hiệu kỳ lạ, bên cạnh còn có một chiếc chìa khóa. Theo nhận định của mình, COCC cho rằng đây là chìa khóa của phòng phân tích dữ liệu. Tinh tinh, suy đoán này đã chuẩn. Trong căn phòng là một hệ camera giám sát mà gấu dùng để kiểm soát học viên. Ở đây cả bọn phát hiện có TV, bật lên biết đâu lại xem được tình hình bên ngoài. Đúng lúc đó gấu đã comeback. Không biết có phải bị cài lại hệ điều hành hay không, mà con gấu này ngôn từ lẫn cư xử hơi dị. Thay vì ngăn cản, nó thậm chí sẵn sàng cho cả đám xem TV luôn, để công bố một sự thật rằng những gì đang xảy ra thực chất là một show truyền hình thực tế tuyệt vọng, được phát sóng toàn quốc.
Chuyện này nghe thôi đã thấy bất khả thi rồi. Làm thế nào mà gấu có thể chiếm được sóng quốc gia? Thêm vào đó cái nội dung kinh tởm thế này làm sao cảnh sát làm im được? Câu trước thì gấu không trả lời, chứ câu sau thì mạnh dạn tuyên bố ông can 1 tỷ% sẽ không can dự. Có khi gọi là fan cứng ấy chứ. Nhưng thôi, chuyện này để sau. Cái mà các bạn học viên cần quan tâm là xử lý vụ mới nhất kìa. Tiết học phán xử sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Một hồi sau Kirigiri đã trở lại, cho nên nạn nhân được xác định là học viên thứ 16. Trong phòng của cô phát hiện một thẻ gỗ, thứ dùng để mở hộp mũi tên hợp kim. Bên trong hộp còn có một đoạn băng dính vấy máu, chuồng gà thiếu mất một con, một tấm vải vinyl trong kho của khu vườn. Thời gian chuẩn bị kết thúc, tất cả bắt đầu tiết học phán xử lần thứ 5 để bắt đầu cho cuộc chiến ngôn từ. COCC chỉ đích danh Kirigiri là hung thủ, dựa theo lập luận như sau. Hôm trước COCC và thầy bói đã ghé qua khu vườn, khi đó họ không phát hiện bất cứ cái xác nào. Từ đây suy ra thời gian gây án sẽ trong khoảng từ 22 giờ hôm qua đến thời điểm phát hiện xác. Trong thời gian này trừ Negi và Kirigiri ra thì còn lại đều có chứng cứ ngoại phạm. Hệ thống vòi phun trong vườn ngừng lúc 7 giờ 30 sáng, nhưng thi thể gần đó lại khô queo. Từ đó suy ra cái xác đặt ở đó trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 9 giờ. Do quá trình chữa cháy của cả bọn nên cái xác bị ướt nửa trên là chuyện bình thường. Dù biện pháp loại trừ suy ra hung thủ chỉ có thể là Kirigiri. Múa mồm thì hay đấy, nhưng có sơ hở, chưa chắc án mạng đã xảy ra sau 7 giờ 30 đâu. Bằng cách bọc xác nạn nhân vào tấm vải vinyl, hung thủ hoàn toàn có thể đánh lừa thời gian gây án. Từ đây suy ra Negi cũng nằm trong diện tình nghi. COCC vẫn khẳng định Kirigiri là hung thủ. Dựa trên miếng gỗ tìm được trong phòng cô, con dao đâm giữa ngực không phải là dụng cụ gây án, vì máu chỉ tìm được trên áo nạn nhân chứ không vung vãi dưới đất. Nói cách khác, hung thủ đã đổ máu lên áo trước rồi mặc vào cho thi thể. Nguồn máu đó nhiều khả năng đến từ con gà bị thiếu trong chuồng. Thực tế nạn nhân bị đánh vào đầu bằng một vật cứng hình trụ như ống sắt, nhưng ống sắt không phải là hung khí mà là những chiếc mũi trên hợp kim. Chỉ cần bó chúng lại bằng băng dính là sẽ thành vật như mô tả ngay. Đó là lời lý giải cho một đoạn băng dính vấy máu. Mảnh gỗ tìm được kia chính là chìa khóa để mở tủ đựng tên. Không Kirigiri thì ai vào đây được nữa. Suy luận thì hay đấy, nhưng có một sơ hở. Kirigiri đâu có cầm chìa khóa phòng mình. Nhưng điều đó không làm giảm nghi ngờ trong mắt các học viên khác, đặc biệt là COCC. Nếu không có luận điểm báo chữa, chắc chắn Kirigiri sẽ bị xử tử. Đúng lúc này Negi lên tiếng. Cậu cho rằng tiết học phán xử này có phần kỳ lạ. Gấu vội vàng cho tổ chức, trong khi những gì biết được chỉ là cái danh học viên số 16 và tên Ikusaba Mukuro. Bằng lý lẽ đó, Negi đã giúp Kirigiri thoát pressing mà chuyển hướng sang gấu. Ngay lập tức gấu cho kết thúc tiết học phán xử, chuyển sang ngay phần vốt hung thủ. Giữa lúc mọi người đang không biết chọn ai, Kirigiri đã đổ cho Negi hành vi đặt tấm gỗ vào phòng mình để tạo bằng chứng giả buộc tội cô. Kirigiri không có chìa khóa phòng nên hướng suy luận đó là chuẩn nhất. Kết thúc chương trình biểu quyết, Negi là cái tên bị réo. Hình phạt dành cho cậu là bị đưa vào một lớp học với phía sau là một máy nghiền hạng nặng. Nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp, Ego đã comeback. Nhờ đó mà Negi đã được cứu ngay trước mắt gấu. Tuy đã thoát được một kiếp, nhưng với tình trạng bị quăng xuống bãi rác không lối thoát, cộng thêm việc thiếu đồ ăn nước uống, không sớm thì muộn Negi cũng hẹo. Tương lai đen tối ấy may là không xảy ra, vì Kirigiri đã liều mình xuống cùng. Sau khi Negi đã ăn uống xong thì cả hai bắt đầu vào công chuyện. Theo những gì Kirigiri điều tra được, kế hoạch của kẻ đứng sau là muốn sát hại Negi để đổ hết tội trạng cho cô nhằm trừ hậu họa. Mọi chuyện đi sai dự định nên kẻ đó đành dùng một cái xác thay thế. Một chuỗi sự kiện xảy ra chỉ với mục đích là dọn dẹp vật cản Kirigiri. Nhưng ngay khi sắp thành thì Negi lại lên tiếng. Chính hành động đó đã khiến cậu thành vật cản, để rồi phải hành hình cậu. Dựa theo thái độ của gấu, Kirigiri cho rằng kẻ đứng sau đã bị dồn vào chân tường. Cơ hội đưa hắn ra ánh sáng đã đến. Bằng cách sử dụng bảo vật của gấu, cả hai đã có thể tìm được lối ra. Trong thời gian nghỉ ngơi, Kirigiri đã chia sẻ danh tính thật của mình. Cô là siêu học sinh thám tử. Chính vì năng lực này mà Kirigiri đã bị xóa ký ức để đề phòng chuyện cô ao trình cả bọn và để xóa đi thân phận con viện trưởng của cô. Từ khi Kirigiri còn rất nhỏ, viện trưởng đã bỏ cô lại mà đi. Thế nên cô đã tới đây để tìm gặp cho được người cha đó. Ngay sau khi lên được bên trên, cả hai đã đến gặp gấu. Kirigiri đã sử dụng khán giả xem show để gây sức ép, buộc nó phải cho tái tiến hành tiết học phán xử để tìm ra hung thủ sát hại Ikusaba Mukuro. Đây sẽ là cuộc chiến quyết định giữa hy vọng và tuyệt vọng. Để tăng tính kích thích cho màn đấu mõm, gấu quyết định thêm một luật đặc biệt cho trận này. Nếu học viên có thể giải mã được những bí ẩn của học viện, gấu sẽ công nhận cả bọn chiến thắng. Còn nếu ngược lại thì sẽ là một màn hành hình tập thể. Để củng cố tinh thần cho lực lượng học viên, Negi cùng Kirigiri đến gặp tất cả mọi người. Bằng ngôn từ của mình, Negi đã thành công búp thêm hy vọng cho cả bọn, sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng. Ngay lập tức, lời tuyên chiến của gấu được gửi đi. Từ đầu đến giờ chỉ có 16 học sinh đặt chân vào ngôi trường này là sống sót. Đến khi hạ màn thì còn bao nhiêu người còn mạng, tất cả sẽ được định đoạt trong vài phút nữa. Để đảm bảo công bằng, toàn bộ các phòng trong trường đều sẽ mở khóa để các học viên có thể tùy ý khai thác thông tin. Tại phòng riêng viện trưởng, sau khi mở được một mật mã trong máy tính, Negi và Kirigiri phát hiện ra một phòng ngầm. Tại đó họ phát hiện một bộ xương người. Dựa vào thông tin trước đó về viện trưởng mà Ego đề cập và việc chỉ có 16 học viên là sống, siêu thám tử đã cho ra kết luận đó chính là cha cô. Bên trong hộp đựng cốt, Negi tìm thấy sổ tay điện tử của viện trưởng và một thẻ nhớ được dán dưới một lớp băng keo. Bên trong chiếc thẻ đó là một bí mật động trời. Những học viên trong đó có cả Negi đều đồng ý ở lại bên trong học viện mãi mãi. Nhưng chưa xem hết thì đã bị gấu phá đám. Tấm thẻ cũng bị phá hủy theo.
Rõ ràng nó đang cố che giấu một bí mật nào đó quan trọng. Trong khi Kirigiri đang ngậm ngùi với hải cốt cha, thì Negi đã có sự phát hiện mới. Sau khi mở các tủ đồ trong khu ký túc xá tầng 2, cậu phát hiện ra có một dấu vết từng sinh sống tại đây của các học viên. Trong đó thứ quan trọng nhất là cuốn sổ có bút tích của Kirigiri. Nội dung trong đó ta có thể hiểu gồm hai vấn đề. Một là việc cha của Kirigiri không hề bỏ cô lại từ khi còn nhỏ. Hai là có tận hai siêu học sinh tuyệt vọng. Tiếp tục hành trình tìm kiếm thông tin, Negi đến nhà xác nơi chứa thi thể của các học viên bỏ mạng, trong đó có 9 ngăn đang được sử dụng. Trong khi đó tại phòng của viện trưởng, COCC đã tìm ra hồ sơ của Ikusaba Mukuro. Cô ta là thành viên của hội đánh thuê Fanria, một siêu học sinh quân nhân. Trong hồ sơ này có ghi khi cô ta nhập học không hề có vết thương nào cả. Điều này ngược lại với thông tin về cái xác tìm được. Giữa lúc đó gấu xuất hiện để lại một tấm ảnh rồi rời đi. Không chỉ có mình cậu, gấu còn gửi cho từng người những bức ảnh có hình của các học viên bao gồm cả Mukuro, Ikusaba. Thời gian cho việc điều tra kết thúc. Tiết học phán xử thứ 6 aka Endgame xin phép được bắt đầu. Vì là lần cuối đi bên nhau nên gấu cũng sẽ tham gia tranh luận. Phe nào giành chiến thắng thì thắng, còn thua thì sẽ bị hành hình. Luật lệ đơn giản cứ thế mà triển. Mở đầu cho buổi tranh luận sẽ là giải đáp thắc mắc về những bức ảnh, mô tả cảnh sinh hoạt cực kỳ thân thiết giữa các học viên. Sự khác nhau duy nhất giữa các bức ảnh là học viên sở hữu sẽ không có mặt trong đó. Đây có thể là cái bẫy ly gián mà gấu dựng lên, nhưng nó khẳng định đây là ảnh chuẩn, chẳng có AI nào dựng cả. Mặc cho các học viên khẳng định mình chẳng có ký ức gì liên quan. Dựa theo những gì tìm được trong các tủ đồ, bao gồm cả cuốn sổ có bút tích của Kirigiri, Negi cho rằng cả bọn đã bị mất trí nhớ. Để củng cố suy luận của mình, Negi đã kể cho mọi người nghe về nội dung của chiếc thẻ nhớ, về sự cam kết của mọi người. Nói chính xác hơn thì ký ức của họ đã bị gấu đánh cắp. Vậy cuối cùng gấu đã lấy ký ức gì? Cái này có hỏi thì nó cũng không nói. Nhưng mà khoan, tâm điểm của ngày hôm nay đâu phải thứ đó. Cái mà các học viên cần tìm ra là hung thủ vụ Mukuro Ikusaba cơ mà. Chuyện này thì Negi đã sớm tìm ra, cả hung thủ lẫn kẻ đứng sau. Theo lời gấu từng nói, chỉ có 16 học viên vào trường là còn sống. Trên thực tế tổng số người thiệt mạng là 10, nhưng số ngăn được sử dụng trong nhà xác thì chỉ có 9. Suy ra cái xác trong vườn là hàng tái chế. Thêm vào đó là thông tin cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Từ đây suy ra cái xác được sử dụng là của TikToker, người đã nhận án xiên trả. Số lượng người sống thực tế phải là 7 chứ không phải là 6. Vậy tức là kẻ đứng sau là Mukuro Ikusaba chăng? Đó không phải là đáp án, vì trên tay cô ta không có dấu hiệu của Fenrir như cái xác đã tìm được. Giữa lúc đó gấu cắt lời, cho rằng phân tích của Negi đang mâu thuẫn. Chắc chắn hung thủ là một trong 6 người ở đây. Cụ thể kẻ đó là Kirigiri vì cô luôn đeo găng tay. Không nói nhiều, Kirigiri tháo luôn cho tất cả xem bàn tay của mình. Trên đó là vết sẹo bỏng do lần đầu tiên phá án. Gấu lúc này đã bí chỗ để đổ rồi. Thì để Negi chốt hạ danh tính của kẻ đó, nhân vật đó chính là TikToker. Bằng chứng chứng minh cho suy luận của Negi xoay quanh việc gấu đã cố che giấu danh tính của cô ả. Cô gái bên ảnh và thẻ nhớ không phải TikToker. Do mất trí nhớ khiến cả bọn không nhớ mặt nhau, nên ngay từ đầu TikToker và Mukuro đã đổi vị trí. Tổng tất cả những luận điểm trên lại có thể kết luận rằng Enoshima Junko aka TikToker vẫn còn sống, và cô ta cũng chính là chủ mưu mọi việc. Mọi thứ đã kết thúc. Cái đấy thì cũng chưa chắc đâu. Trận đấu bây giờ mới đến hồi gay cấn nhất. Trước khi tiếp tục, Junko thừa nhận và Mukuro là hai chị em song sinh, hay nói cách khác là cặp song sát tuyệt vọng. Sau màn intro hạ thấp chị gái và nâng mi bản thân, Junko đã cho tất cả học viên thấy tình hình bên ngoài, một thế giới đầy hỗn loạn. Tuy nhiên đây cũng có thể là chiêu trò của Junko, tận dụng việc mất trí nhớ để tấn công vào tâm lý của cả bọn. Trong hoàn cảnh này chỉ có một người mới xác thực được, đó chính là Genocider Shaw. Mọi người thuyết phục mãi không được, COCC vừa lên tiếng cái là ả đổi ngay. 10 điểm mê dai, không điểm tình bạn. Theo lời của nữ sát nhân, những diễn biến đang được trình chiếu kia được biết đến với cái tên là sự kiện tuyệt vọng nhất, tàn bạo nhất lịch sử loài người. Nó kinh khủng tới mức được coi là thiên tai hơn là nhân họa. Hậu quả là toàn bộ thế giới đã trở thành như nội dung video. Ngay cả tập đoàn gia đình nhà COCC cũng bị cơn sóng dữ đó hủy diệt vào một năm trước. Thông tin thời gian một năm khiến Negi nghi ngờ. Rõ ràng họ mới ở đây được có vài tuần thôi mà. Thực tế không phải vậy. 16 người họ đã sinh sống cùng nhau trong học viện này được 2 năm rồi. Những học sinh năm nhất gia nhập trường đều mang trong mình hy vọng và hòa bình. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong năm đầu. Bước sang năm 2, sự kiện kinh khủng đó đã diễn ra nhấn chìm nhân loại vào tuyệt vọng. Dĩ nhiên học viện này cũng không ngoại lệ. Gần như toàn bộ học viên đều bị tiêu diệt. Để đối phó với tình hình nguy cấp, học viện Kibugamine đã thành lập nơi trú ẩn cho các học viên còn sót lại, theo kế hoạch của viện trưởng. Nhưng ông ta không lường trước được rằng cặp đôi tuyệt vọng đã ở trong học viện này. Từ một nơi trú ẩn an toàn, học viện đã trở thành cái lồng nhốt tất cả trong tuyệt vọng, mà cũng chính tay họ là người khóa lồng. Những bí mật hầu hết đã được bật mí. Giờ là đến bước cuối cùng của tiết học phán xử, tiết mục vote. Vì đây là lần cuối nên Junko có chút thay đổi thể thức. Các học viên đại diện cho hy vọng, cô ta sẽ đại diện cho tuyệt vọng. Họ sẽ bỏ phiếu xem hy vọng hay tuyệt vọng đáng bị trừng phạt. Trừ Junko ra, nếu có ai chọn hy vọng thì tất cả học viên sẽ nhận hình phạt, ở lại đây mãi mãi. Đây sẽ là một cuộc đấu tranh tư tưởng ác liệt. Ở lại thì chắc chắn sống nhưng thiếu tự do, còn ra ngoài thì cả hai thứ trên đều không chắc. Các học viên bắt đầu bối rối không biết phải làm sao. Trong khi đó Negi lại mạnh miệng tuyên bố sẽ không để Junko tọa ý. Hậu quả cho cái mồm của cậu là trở thành mục tiêu cho điều luật mới của Junko. Nếu cậu hy sinh, tất cả sẽ được sống yên ổn tại đây. Phải nói rằng Junko là một siêu học sinh bộ môn tâm lý.
Một chiêu nhỏ đã khiến tất cả thấm đẫm sự tuyệt vọng. Cô ta còn nhấn mạnh rằng bên ngoài không khí cực kỳ ô nhiễm, chỉ có hệ thống lọc khí ở đây mới đảm bảo sự sống cho tất cả. Một khi Junko hẹo thì máy cũng ngừng. Ôi giời, cái này người sống ở Hà Nội ngán gì. Nhưng đám trẻ ở đây thì căng đét, đặc biệt là Negi. Cậu đã thấy tuyệt vọng dần đều rồi, được đà lao lên. Junko liên hoàn mõm để nhấn cho các học viên lún sâu hơn. Những lúc như thế này cần lắm hào quang nhân vật chính. Negi bật mốt ban phát sức mạnh cho các kép phụ, trong trường hợp này là hy vọng. Thầy bói là được sống, bơi lội là gánh vác cho người đã khuất. COCC là phục hưng gia tộc đã sụp đổ. Với Sho và nhà văn thì Crush ở đâu hai đứa ở đó. Còn Kirigiri là kế tục hy vọng từ người cha. Sau khi thức tỉnh được tất cả mọi người, danh tính thật của Negi đã được tiết lộ. Cậu là siêu học sinh hy vọng, kẻ được số phận sắp đặt để đánh bại siêu học sinh tuyệt vọng. Cuộc chiến giữa đôi bên đã đến lúc kết thúc. Cho dù Junko có cố dùng ngôn từ để chi phối, thì cô ta đã thực sự thất bại. Kết quả vote cuối cùng là chiến thắng cho hy vọng. Tuy thất bại nhưng Junko vẫn thỏa mãn, vì cô ta đã chạm được đến tuyệt vọng tối thượng. Tuy cũng hơi tiếc vì cái nhan sắc này nhưng thôi, điên quá hay sợ lắm. Junko đã phải trả giá bằng một hình phạt, là tổng hợp của tất cả các hình phạt. Một trải nghiệm với người khác là khủng khiếp, còn với cô ta thì thật thỏa mãn. Còn với những học viên, tuy bên ngoài có tuyệt vọng ra sao, chỉ cần vẫn còn hy vọng thì mọi thứ đều sẽ xong. Họ chính thức được tốt nghiệp. Danganronpa vẫn còn các phần khác. Anh em thấy series sinh tồn này ra sao? Liệu có xứng đáng được recap nốt những phần còn lại? Tất cả là nhờ vào sự ủng hộ của các viewer. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.